Sau hơn một năm thương thảo và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo có giá 6,1 triệu euro vừa được chuyển giao cho ông Nguyễn Thế Hồng, người sở hữu Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Hiện vật được đặt tên con dấu vàng quý hiếm kim bảo tỷ của Hoàng đế Minh Mạng giai đoạn năm 1791-1841, cao 10,4 cm, nặng 10,78 kg, mặt hình vuông, kích thước 13,8 x 13,7 cm. Mặt trên của ấn khắc hai dòng chữ Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo, được làm vào năm thứ tư đời vua Minh Mạng, tức ngày 4 tháng 2 năm 1823, và thập thành hoàng kim trọng nhị bát, bát thập lạng cửu tiền nhị phân, được làm bằng vàng, nặng 280 lạng, chính chỉ 2 phân, khoảng 10,7 kg. Nhờ sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành, hôm nay đã mang ấn về Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, là tôi tự hào với dân tộc Việt Nam, và cái này là để cho muôn đời con cháu dân tộc Việt Nam chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ và đưa ra cho nhân dân chiêm ngưỡng. Theo cuốn khâm định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, ấn được dùng cho các hoạt động công quyền chính sự của triều Nguyễn như lễ khánh tiết, ban ân xá tội, đi tuần thú các địa phương, soát thư ban cho nước ngoài. Bên cạnh giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật, ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo là di sản văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với dân tộc, là biểu trưng của quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định của tiến trình lịch sử Việt Nam, đánh dấu mốc quan trọng cho sự chuyển giao từ chế độ quân chủ hơn ngàn năm sang nền dân chủ của nhân dân Việt Nam, nhà nước Việt Nam mới, dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, ngày 16 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã diễn ra lễ chuyển giao ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo cho Việt Nam khi có sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, đại diện Cục Di sản Văn hóa, đại diện Bộ Công an Việt Nam, đại diện Bộ Ngoại giao Pháp và đại diện UNESCO.